Thưa quý vị, mời quý vị đến với phần tin châu Á, bản tin đầu tiên do anh Mai Tuấn trình bày. Ca nhiễm corona trên du thuyền tăng lên 621 người và chính quyền Nhật bị chỉ trích. Số ca nhiễm COVID-19, tức là virus corona trên du thuyền neo đậu ngoài khơi gần Tokyo ở Nhật đã tăng lên 621 người hôm 19 tháng 2, trong khi một số hành khách đã rời du thuyền sau khi bị cách ly 2 tuần trong một nỗ lực bị chỉ trích bởi các chuyên gia y tế là thiếu hiệu quả nhằm ngăn chặn sự lây lan. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã phát hiện thêm 79 ca nhiễm COVID-19 và trong số này, 68 người không cho thấy triệu chứng nào. Hãng tin Reuters đã dẫn lời một quan chức bộ này trước đó nói rằng khoảng 500 người dự kiến sẽ rời du thuyền Diamond Princess hôm 19 tháng 2 và tiến trình đưa hành khách xuống bến sẽ hoàn tất vào ngày 21 tháng 2, tức là ngày hôm nay. Du thuyền trên đã bị cách ly sau khi cập cảng Yokohama hôm 3 tháng 2 sau khi một người đàn ông xuống bến ở Hồng Kông trước khi du thuyền tới Nhật Bản được chẩn đoán nhiễm virus corona chết người. Du thuyền Diamond Princess chở khoảng 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn. Phần lớn những người bị nhiễm COVID-19 đã được đưa tới bệnh viện chữa trị. Khoảng một nửa hành khách là người Nhật trên chiếc Diamond Princess. Cũng liên quan đến virus corona, Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo Wall Street Journal. 2 nhà báo Mỹ và một công dân Úc làm việc cho Wall Street Journal bị buộc phải rời Trung Quốc vì vài ý kiến không do họ viết bị ông cảnh sản gọi là phân biệt chủng tộc. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến virus corona, hay đúng hơn là đánh giá của truyền thông về nỗ lực phòng chống bệnh dịch ở Trung Quốc, Bắc Kinh, trục xuất cả 3 nhà báo nước ngoài. 2 trong số họ là công dân Mỹ, ông Charles Chin, phó chánh văn phòng thường trú của Wall Street Journal tại Bắc Kinh, ông Charles Dan là và người thứ ba là công dân Úc, Philip Nguyen. Đây là lần đầu tiên từ trên 20 năm qua, nhà báo nước ngoài có giấy phép hoạt động tại Trung Quốc bị yêu cầu rời nước này. Vụ việc xảy đến sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng, gọi một bài xã luận trên Wall Street Journal về công tác phòng chống virus corona của chính quyền Trung Quốc là mang tính hạ thấp Trung Quốc và phân biệt chủng tộc. Bài viết cho rằng cách chính quyền Trung Quốc phản ứng trước bệnh dịch ở Vũ Hán những ngày đầu là mang tính bưng bít vì chỉ lợi ích của nhà nước. Theo nội dung bài viết thì niềm tin trên toàn cầu đối với Trung Quốc đã bị lung lay. 2 chiếc máy bay Australia đâm nhau ở trên không, 4 người chết. Theo tin của đài Russia Today, vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra hôm 19 tháng 2 tại thị trấn Mangalore ở phía bắc thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi. 2 máy bay đã bị rơi sau khi va chạm với nhau trên không và khiến cho 4 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ được gọi tới hiện trường lúc 11:30 giờ địa phương. Vẫn theo đài RT, hiện chưa nạn nhân nào được xác minh danh tính. Tuy nhiên, cảnh sát cho hay 2 người trên mỗi máy bay đã tử vong. Chúng tôi chưa thể xác minh được danh tính của những người trên máy bay. Nhưng theo tôi biết thì, chiếc máy bay xuất phát từ Mangalore là máy bay huấn luyện. Vì vậy, nó sẽ có một người hướng dẫn bay và một học viên trên buồng lái. Chúng tôi chưa thể xác nhận được thông tin về nạn nhân trên chiếc máy bay còn lại. Đó là lời phát biểu của điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát của bang Victoria, ông Peter Koger. Một trong 2 phương tiện gặp nạn là máy bay hạng nhẹ loại Piper Seminole vận hành bởi trường đào tạo hàng không Moorabbin, trụ sở tại thành phố Melbourne. Theo cơ quan an toàn hàng không dân dụng Australia, viết tắt là CASA cho biết như vậy. Chiếc còn lại là loại máy bay 2 động cơ Beechcraft Travel Air. Một bản tin khác cũng từ Australia, đó là nước này gia hạn lệnh cấm với người đến từ Trung Quốc. Thủ tướng Australia Morrison tuyên bố gia hạn lệnh cấm với những người đến từ Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus corona. Ủy ban An ninh Quốc gia hôm nay đã quyết định rằng các trường hợp nhiễm virus corona tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc đại lục
khiến chúng ta cần phải siết thêm hạn chế đi lại với công dân nước ngoài tới Australia thêm một tuần nữa cho tới ngày 29 tháng 2. Thủ tướng Scott Morrison ra tuyên bố hôm nay. Morrison hôm 1 tháng 2 tuyên bố cấm nhập cảnh những người đến từ Trung Quốc trừ công dân Australia vì lo ngại lây lan virus corona. Người dân Australia cũng được khuyến cáo không tới Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Qantas Airways, hãng hàng không lớn nhất của Australia, cũng thông báo hoãn các chuyến bay thẳng từ Sydney đến Bắc Kinh và Thượng Hải kể từ ngày 9 tháng 2. Australia ghi nhận 15 trường hợp nhiễm virus corona nhưng chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới nào kể từ khi lệnh cấm nhập cảnh người đến từ Trung Quốc có hiệu lực. Cơ quan Y tế Australia hôm nay báo cáo 10 trường hợp đã hồi phục, 5 người còn lại đang trong tình trạng ổn định. Về chiếc máy bay mất tích trước đây của Malaysia MH370, mới đây cựu Thủ tướng Úc Đại Lợi tiết lộ thông tin bất ngờ về vụ mất tích này. Trong bộ phim tài liệu có tên là MH370, chuyện chưa kể dự kiến sẽ được phát sóng trên đài Sky News vào tuần này. Ông Abbott, cựu thủ tướng của Úc cho hay, khi vụ MH370 mất tích xảy ra năm 2014, ông đã nhận được thông tin từ rất sớm là Malaysia dường như tin rằng nguyên nhân xảy ra thảm kịch MH370 là do phi công. Theo như trang news.com.au, theo cách mà tôi hiểu lời của ông Abbott, từ trên cấp cao của chính quyền Malaysia, từ rất sớm họ đã cho rằng đây là vụ giết người tự sát do phi công thực hiện. Ông Abbott nói thêm, tôi sẽ không tiết lộ là ai, ý nói là quan chức Malaysia đã nói thông tin này cho ai, tức là cho chính quyền Australia. Nhưng để tôi nhắc lại, tôi muốn hoàn toàn rõ ràng rằng từ cấp cao nhất của chính phủ Malaysia nghĩ rằng đây là một vụ tự sát của phi công, một vụ giết người hàng loạt xảy ra do phi công tự sát. Nhắc lại, chiếc máy bay MH370 của Malaysia Airlines chở 239 người gồm 6 công dân Australia khi nó biến mất 40 phút sau khi vừa cất cánh để cho chuyến hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 8 tháng 3 năm 2014. Vào thời điểm đó, ông Abbott là thủ tướng của Australia. Cơ trưởng của chuyến bay là ông Zari Ahmad Shah, 53 tuổi, tức là phi công trưởng, một trong những phi công kỳ cựu nhất của Malaysia Airlines. Một đêm tốt lành, Malaysia 370, đó là lời cuối cùng của phi công trưởng với trạm kiểm soát không lưu trước khi máy bay biến mất khỏi radar vào lúc 1 giờ 21 sáng giờ địa phương. Dữ liệu vệ tinh cho thấy máy bay đã đi trạch khỏi đường bay như dự định, thực hiện các cú rẽ không có trong kế hoạch ở eo biển Malacca và sau đó hướng ra biển Nam Dương, tức là Ấn Độ Dương. Sau khi MH370 biến mất bí ẩn, hàng loạt giả thuyết đã được đưa ra, trong đó có giả thuyết là phi công trưởng đứng sau vụ việc này. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin sau cùng của châu Á. Mời quý vị trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại để nghe một số tin Việt Nam như sau. Đại sứ Crichton Brink cam kết nhân quyền là trọng tâm trong quan hệ Mỹ-Việt. Đưa tàu thăm Việt Nam, Anh khẳng định cam kết tự do hàng hải.